Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo là một bản tin dư luận gần đây xôn xao về việc một công ty bán hàng đa cấp tại Việt Nam, đó chính là công ty Liên Kết Việt, chỉ một năm vừa qua đã lừa đảo lên tới gần 85 triệu Mỹ Kim. Một bản tin đến từ Hà Nội cho hay, vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, thì cảnh sát điều tra của Bộ Công an Hà Nội cho biết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang cầm đầu xảy ra trong khoảng một năm, nhưng con số người bị hại đã lên tới 60.000 người và số tiền lừa gần 85 triệu Mỹ Kim. Quy mô của vụ án xảy ra tại 27 tỉnh thành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế và gây bất ổn trong xã hội. Cảnh sát điều tra cũng chỉ rõ hàng loạt dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Xuân Giang và đồng phạm là quảng cáo. Công ty này lấy tên là Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP, khiến nhiều người lầm tưởng là của Bộ Quốc phòng, cùng lúc tạo ra những bằng khen của chính phủ để tạo lòng tin cho người dân tham gia bán hàng và nộp tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thực tế tổng số tiền mua 5 mặt hàng để kinh doanh gồm máy khử độc ozone và 4 loại thực phẩm chức năng. Các nhà phân phối mua càng nhiều mã hoặc giới thiệu được nhiều người tham gia nộp tiền vào công ty thì được nhận tiền hoa hồng càng cao. Dù đã bỏ tiền mua nhưng những người mua hàng lại không được nhận hàng vì theo quy ước của công ty nếu nhận hàng sẽ bị giảm số tiền hoa hồng. Cùng với chiêu trò này thì Lê Xuân Giang không phải bỏ tiền ra mua hàng mà chỉ ngồi thu tiền về. Người cầm đầu vụ lừa đảo là Lê Xuân Giang, tức là Lê Xuân Hà, 45 tuổi, quê ở Văn Giang, Hưng Yên, đã từng dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng. Trong lúc đi hành nghề thì Giang luôn mặc quân phục, đeo cấp hàm trung tá hoặc đại tá. Đồng thời, ông này cũng lôi kéo một số cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động bán hàng nhằm tạo ra lòng tin lôi kéo người dân tham gia bán hàng.